chuyện người mẫu Ngọc Trinh bị lập biên bản về hành vi nằm khi lái mô tô xảy ra tại khu công nghệ cao đang gây xôn xao dư luận. Bên cạnh đó, hành vi lái xe buông hai tay tại khu dự án Đại Quang Minh của người mẫu này cũng gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng hành vi buông cả hai tay khi lái mô tô của người mẫu Ngọc Trinh xảy ra trên đoạn đường do công ty Đại Quang Minh quản lý, đầu tư, xây dựng trong dự án khu đô thị Thủ Thiêm, chưa bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước nên không có cơ sở xử phạt. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đường nội bộ hoặc đường chưa bàn giao cho nhà nước quản lý vẫn là đường bộ và cơ quan chức năng có cơ sở để xử phạt các hành vi vi phạm theo luật giao thông đường bộ. Luật sư Nguyễn Quốc, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Quốc và Cộng sự, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng theo khoản 1, điều 3 luật giao thông đường bộ năm 2008 định nghĩa đường bộ là đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. Trên thực tế, nhiều con đường do công ty Đại Quang Minh xây dựng dù chưa bàn giao cho nhà nước quản lý nhưng đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, được bố trí biển báo, đèn tín hiệu giao thông, thực tế người tham gia giao thông hàng ngày trên các tuyến đường này là không nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng Điều 39 Luật Giao thông Đường bộ về phân loại đường bộ chia mạng lưới đường bộ thành 6 hệ thống, gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng để cho rằng các tuyến đường chủ đầu tư chưa bàn giao cho nhà nước quản lý thì không phải là đường bộ và đây là đường phục vụ cho công trình. Tuy nhiên, theo luật sư Quốc, việc phân loại đường bộ không phân biệt đến đường này đã được bàn giao hay chưa. Do đó, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, bất kể trong khu vực nội bộ được nhà nước giao chủ đầu tư quản lý hoặc chủ đầu tư chưa bàn giao cho nhà nước cũng đều phải áp dụng các quy định của Nghị định 100 để xử lý, kể cả về việc xác định hành vi vi phạm, hình thức, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt.